Xin chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em Tùng Radio tiếp tục làm một cái clip để giới thiệu về những cái loại jack kèn 450. Thì trong tất cả các loại mẫu ở đây thì là chỉ là một số mẫu thôi các bác nhé. Riêng dòng jack kèn neo 450 thì nhà em có đến 4 cho đến 5 mẫu. Nên các bác đi mua hàng ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều loại. Và hôm nay thì cái clip ngày hôm nay thì em giới thiệu cho tất cả các bác là 3 loại mẫu jack kèn 450 và làm là từ leo, còn 3 mẫu jack kèn từ thường. Đấy, tổng là 6 mẫu. Thì trong đó có cái một cái mẫu mà em đang muốn xả hàng, xả phanh, xả phui, xả gấp cho tất cả các bác là mẫu thép neo của nó là Lexo Côn 46 từ leo nghìn khối. Đấy, chỉ riêng mẫu này là em đang muốn xả hàng cho tất cả các bác. Em đang video thứ đăng này là video thứ 2 là để xả hàng tất cả các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cho tất cả các bác để cho tất cả các bác theo dõi. Còn đâu các bác nào muốn lấy cái loại mà em xả hàng ở đây là mẫu tép neo Nexo côn 46 thì dòng này em có cặp côn 63 là 750, còn đây là côn 46 450, loại hàng cực kỳ khủng. Nếu so sánh với hai mẫu như này thì con Nexo nó sẽ to và nó khỏe hơn nhiều và giá của nó cực kỳ tốt. Đấy, thì em đang xả hàng. Đấy. Với cái cấu hình ngày hôm nay là một đôi check kèn neo. Nếu như tất cả các bác muốn sử dụng đôi kèn neo Nexo này thì đây là một đôi mà em đang xả hàng các bác nhé. Thì cái phễu của nó cao 11 và dài 28. Các bác có thể mua một bộ tép này để chế rời ở ngoài là một này. Thì em sẽ tặng cho các bác con tụ, con trở. Các bác chỉ cần đấu 1 mét dây ở đằng sau lít loa thì nó sẽ thành ngay bộ cóc chép vào những bộ dàn bị thiếu tép. Thì chơi tép neo này thì tiếng của nó như kiểu là leng keng và lanh canh. Đấy, tiếng tép nó rất là sáng, riêng dòng tép neo. Thì các bác để ý đây, cái củ tép neo giờ xếp này và cái củ Texo thì củ nào nó to hơn. Đấy, thì cái củ Lexo này em đang xả hàng với cái cấu hình này là một đôi củ chép của nó là 1,4 triệu một đôi. Đấy, tép neo niền khối và loại hàng từ khủng, từ của nó là 100 các bác nhé. Tép neo Lexo. Và khi các bác muốn mua một bộ phễu để chế rời ngoài và tặng tụ trở thì là 1,5 triệu. Các bác lưu ý nhé, khi qua phân tần rồi đừng có chặn tụ trở và làm gì. Trừ khi mình chế rời ngoài thì con tụ con trở này nó thay cái bộ phân tần và nó nọc tép và nó chặn tép lại để cho tiếng tép nó, thứ nhất là không bị chết và thứ hai là tiếng nọc tiếng tép sẽ nó hay hơn. Còn ngoài ra thì em đang có hai cái mẫu này, thì các bác lưu ý ở đây này. Các bác đợi em chút mọi người gọi. Thì ở đây là một bộ tép giờ xếp là neo bi chặn miếng màu vàng. Loại em nói luôn rồi, ở trên thị trường có rất nhiều loại. Đấy, và em nhà em làm nhiều loại để phục vụ khách hàng là giá nào em cũng có. Thì cái đôi tép kèn neo giờ xếp gồm 14 này, đấy, trong có viền đồng, thì con đôi tép này của nó là 1,2 triệu một đôi. Đấy, khi các bác muốn mua bích nối để chuyển sang gen xoáy thì em tặng bích nối, còn nếu các bác muốn có cái đôi phễu kia thì là cả tặng tụ trở và bích nối để chế rời ở ngoài thì là 1,3 triệu một bộ. Đấy, giá nào cũng có để phục vụ khách hàng thì các bác lưu ý cho em cực nhôm nhá. Còn đôi tép neo này là đôi tép neo 450 BNC. Đấy, nó thuộc vào hệ là kèn neo bi và có cái bích thép 7 màu. Đấy, loại này thì loại cao cấp hơn là BNC thì là 1,4 triệu một đôi. Đấy, BNC. Và đây là đôi tép NG. Đôi tép NG ở đây là 800.000 một đôi, được bao ship. Tép này là tép hàng chính hãng của LG HG12095. Còn đây là đôi tép giờ xếp từ 120-14, mã là ND253. Với cấu hình này nắp nhôm và từ dày. Các bác lưu ý nhé, loại sản phẩm này em có loại rẻ hơn là 800.000, còn loại này là từ dày với bích dày thì là có giá là 900.000. Còn nó có loại kia nó chỉ gọi là nó trông nó, nếu mà bình thường mọi người thì không biết được, nhưng chỉ có em nói ra thì các bác mới biết, thì nó sẽ trông nó sẽ gọi là hơi, nếu cầm với hai cái củ tép với nhau thì cái củ này nó sẽ dày dặn hơn củ kia. Đấy, nó đắt hơn 100.000. Trung Quốc thì cái gì nó cũng có thể làm được. Đấy, linh kiện thì có công ty nó giao giá này, có công ty nó giao giá khác, và rất nhiều công ty để làm ra các mẫu. Đấy, thế nên là các bác đặt hàng của em thì nó cực kỳ là yên tâm. Thì mẫu thì em có, nhìn thì nó tương đương với nhau nhưng mà mẫu thì nó sẽ khác giá một chút. Nên các bác mua hàng của em nó yên tâm. Em nhập với cái giá cao em bán cao, nhập với giá thấp em bán thấp để cho tất cả các bác đặt hàng.
Còn đây là một đôi củ check RCF nắp nhôm xoắn hình một khế. Con này củ một từ 140, côm 14 chạm nhúng màu vàng kèn ren xoáy. Đấy, con này mà ai muốn chuyển sang bát ốc thì lại có cái bích nối để chuyển sang bát ốc. Còn xoáy thì mình xoáy thẳng vào thôi, còn đôi củ này của nó có giá 1.050.000. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio đăng cái video này và báo giá tất cả các bác xả hàng thanh lý cái mẫu tép Nexo này. Các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm chế rời ở ngoài là những bộ tép là đây, hầu như hôm nay là em đi toàn những bộ tép chế rời ở ngoài. Đấy, đây là chỉ một số mẫu 450 thôi nhé, nhiều mẫu khác nhau nữa cơ. Đấy, thì hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến tép rời thì hãy liên hệ cho em, và các bác xem video đừng quên tặng like và chia sẻ ủng hộ kênh Tùng Nguyễn Audio để Tùng Nguyễn có đầu tư về nhập về nhiều loại hơn để cho tất cả các bác tham khảo với các mức giá khác nhau. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt nhé.